Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một video quay lại khung cảnh công trình đang lắp đặt nội thất để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Chúc ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thật nhiều vui vẻ, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật vào biểu tượng của cái chuông để nhận được những thông báo khi có video sớm nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. Thì sau đây thì mình sẽ di chuyển lăn vào phía bên trong công trình. Thì mình sẽ quay lại phía bên trong công trình có cái công nhân đang lắp đặt ngày hôm nay để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cái nhé. Trước và sau khi hoàn thiện của công trình. Thì đây là cái view của hồ Tây cả nhà nhé. Hồ Tây bên phía đường Từ Ho và Quán An. Khu này thì rất là đẹp luôn cả nhà. Nếu vào ngày nắng thì mình nhìn được ra xa và tầm nhìn nó đi xa hơn. Nhưng mà hồi ngày hôm nay thì những ngày cuối tuần thì trời nó mưa nên thời tiết nó âm u, mình nhìn ra xa thì nó không được rõ và đẹp lắm cả nhà nhá. Ở hai bên bờ thì có rất là nhiều cần thủ thì đang câu cá vào những ngày cuối tuần ở phía bên trên bờ cả nhà nhá. Mình thì chủ yếu quay cảnh chứ mình không có quay người nên mình không quay cả nhà nhé. Nên thì mình quay một vòng cái hồ Tây để sơ bộ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà. Ở phía dưới thì phía trên bờ thì có các cái cầu thủ đang câu cá cả nhà. Thì hôm nào mình rảnh thì mình sẽ đi một vòng hồ Tây để quay lại khung cảnh để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cái này nhé. Đây là khung cảnh ở phía bên trong của công trình của mình. Đồ nội thất, đồ rời đã về tới công trình rồi. Mình đã khui ra hết rồi, đang chờ để set up vào vị trí và chờ ngày để bàn giao và khai trương cả nhà. Đây là cái vách trang trí lâm gỗ và cái quầy reception là cái quầy tiếp tân ở phía trước cả nhà. Hôm nào thì nó lắp đặt hoàn thiện mình sẽ quay lại khung cảnh của cái quách quầy này để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Các cái tủ rượu và cái trần mica, trần chiên sáng ở phía bên trên. Các cái công nhân BU thì đang quẩy lại cái trần chiên sáng này, các cái đường ron ở phía bên trên cả nhà nhé. Còn đây là cái phòng meeting room, phòng họp, nó rất là to và rộng lớn. Thì phần ngày hôm nay thì các công nhân đó vào thi công hoàn thiện và trải thảm ở phía bên trong. Thì mình sẽ quay sơ bộ các cái khu để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Mình vừa đi vừa quay thì nó hơi bị rung lắc, thì cả nhà xem thấy bị rung lắc thì cả nhà thông cảm cho mình cả nhà nhé. Và đây thì ở phía bên trên tầng lớn sau khi nó đã lắp đặt hoàn thiện các cái bàn đồ rồi thì mình đã lắp đặt xong, chưa kêu vào vị trí nên thì nó còn đang lộn xộn tí cả nhà. Hôm sau nó sẽ kêu vào vị trí và cho vệ sinh công nghiệp vào lâu gọn gàng và sạch sẽ, nó sẽ đẹp. Thì hôm sau mình sẽ quay lại khung cảnh ở phía bên trên này để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Thì cái view này cũng nhìn ra hướng chỗ cái phía bên kia của cái tòa nhà rất là đẹp luôn cả nhà. Các cái tòa nhà cao tầng nhìn xuyên qua cửa kính nhìn rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Phía bên này thì có cái tòa nhà cao tầng, tòa nhà thì này nó làm mình kính cả nhà. Nơi này thì các cái khu, các cái phòng nhỏ thì đã có vệ sinh công nghiệp vào làm rồi cả nhà. Đây. Vệ sinh tinh cả nhà nhé. Đây chuẩn bị vào giai đoạn nước rút cuối cùng rồi cả nhà. Còn phía bên ngoài thì các công nhân này đang sửa lại và lắp thảm ở phía bên dưới. Đây là cái tầng 1 cả nhà nhé. Tầng 1 phía bên dưới. Đây là cái showroom bán hàng cả nhà. Nó rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Nó mới lên sơ bộ thôi cả nhà. Thì
thì tầm một tuần nữa thì nó sẽ lên phun đồ, thì mình sẽ quay lại khung cảnh phun đồ ở tầng 1 để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Tầng 3 cả nhà nhé, tầng 3 thì đã lắp đặt phun đồ ở phía bên trong hết rồi cả nhà. Bây giờ chỉ còn phần bơ u thì phát lại giảm vá nữa, rồi mình sẽ bàn giao đi một số sửa chữa các cái lỗi đi phát của các giám sát nó bắt, mình sẽ sửa và theo checklist để bàn giao lại. Khi nó đã lên đèn rồi cả nhà, rất là đẹp rồi và xịn sò luôn cả nhà nhé. Đồ nội thất, toàn bộ các cái đồ nội thất ở phía bên trong, ở sàn thì trái thảm, ghế sofa bằng em, tivi thì đã lắp hết đặt vào các vị trí rồi cả nhà. Mình mời cả nhà cùng dõi theo video của mình hôm nay cả nhà nhé.
Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ video trên kênh của mình. Chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thật nhiều vui vẻ, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật vào biểu tượng của cái chuông để nhận được những thông báo khi có video sớm nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. Và bây giờ thì mình di chuyển đi về và mình xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các video mới tiếp theo trên kênh của mình. Bye bye cả nhà.